Chào các bạn, để các bạn hiểu rõ hơn và phân biệt được chính xác những ý nghĩa của cấu trúc monoda thì ngày hôm nay Sensei sẽ phân tích cho các bạn ở trong video này các bạn nhé. Đầu tiên, nó là chân lý. Chân lý là gì? Là những điều luôn đúng, miễn bàn, nó là đương nhiên, nó thuộc về bản chất. Ví dụ này, 太陽は東から昇って 西に沈むものだ. Có nghĩa là mặt trời mọc đằng đông, lặn ở đằng tây. Các bạn nhớ nhá, nếu mà mọc thì chúng ta sẽ dùng là higashikara nobotte, còn lặn ở đâu thì sẽ là nishi ni shizumu. Ok, vậy thì đây là chân lý rồi đúng không? Mặt trời luôn mọc đằng đông và luôn lặn ở đằng tây, không có bao giờ khác cả. Câu thứ hai này, abura wa mizu ni tokenai mono da, có nghĩa là dầu thì không tan trong nước. Đây là một lý thuyết luôn đúng, không bao giờ có chuyện dầu tan trong nước cả. Tiếp theo này, 人の性格はなかなか変わらないものだ. Có nghĩa là tính cách con người là thứ khó lòng mà thay đổi được. Cái này nó là một cái điều mà đương nhiên, ai cũng nghĩ như thế, ai cũng biết là như thế, nó là bản chất. Tiếp theo này, 人の心はなかなかわからないものだ. Là lòng dạ con người khó mà đoán được. Nó là thuộc về bản chất. Bản chất là gì? Là khó mà hiểu được cái lòng dạ của con người, khó mà hiểu được là người ta nghĩ gì, người ta cảm thấy như thế nào, đúng không? Ý nghĩa thứ hai đấy là lời khuyên. Lời khuyên thì ở đây các bạn nhớ này, nó là lời khuyên cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh, chứ không riêng gì ai, không phải là một cái trường hợp nào cụ thể đặc biệt cả. Ví dụ, kodomo wa hayaku neru mono da, trẻ con thì nên đi ngủ sớm. Đứa trẻ nào cũng thế, cũng nên đi ngủ sớm, không phải ở bất cứ một cái hoàn cảnh đặc biệt nào, không phải chỉ lúc ốm hay là ở lứa tuổi này lứa tuổi kia, mà đã là trẻ con thì nên đi ngủ sớm. Câu tiếp theo, お金は大切にするものだ. Có nghĩa là cần phải trân trọng, quý giá đồng tiền, đúng không? 大切にする, trân trọng, quý giá điều gì đó. Không phải là có ít tiền mới trân trọng, mà khi có nhiều tiền cũng trân trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cũng nên trân trọng đồng tiền. Câu thứ ba này, 人の陰口を言うものではない. Ở đây thì nó là ở dạng phủ định nhá, có nghĩa là không nên nói xấu sau lưng người khác. Ở đây thì các bạn chú ý cho sensei cái từ kagegochi. Kagegochi này các bạn rất là dễ nhầm với từ warugochi. Và nó khác nhau ở chỗ nào? Warugochi là thế này này, là khi mà bạn nói một cái điều không tốt về người khác, về một ai đó, và không phải là nói sau lưng đâu, mà là nói trước mặt luôn á, là mình hạ bệ người ta, mình nói một cái điều gì đó không đúng, không tốt về người ta. Thế còn kagegochi thì đây mới là cái điều mà mình nói xấu sau lưng này, khi mà người ta không có ở đó các bạn nha. 人との出会いを大切にするものだ. Có nghĩa là nên trân trọng những cuộc gặp gỡ, mối nhân duyên, nếu các bạn muốn dịch một cách hoa mỹ hơn một chút. Thứ ba này, đó là về cảm xúc. Cảm xúc ở đây thì có hai loại cảm xúc. Đầu tiên là cảm xúc cảm thán một điều gì đó. Bạn có thể giận dữ hoặc ngạc nhiên hoặc trầm ngâm một điều gì đó. Cảm xúc thứ hai đấy là mình diễn tả một cái điều mà mình mong muốn từ lâu và một cái điều mà nó khó có thể thực hiện được. Ví dụ nhé, loại cảm xúc thứ nhất này, 子育ては大変なものだ. Có nghĩa là nuôi con vất vả thật đấy. 子育て, nuôi con. Tiếp theo này, 子供の成長は早いものだ. 子供の成長 là sự trưởng thành đúng không? Và ở đây mình dịch ra cho nó thoát nghĩa một chút, đấy là bọn trẻ nó lớn nhanh thật đấy. Ví dụ người lớn ngồi lại với nhau và nhìn bọn trẻ nó đang chơi chẳng hạn, và cảm thán một câu là 子供の成長は早いものだね. Có nghĩa là bọn trẻ lớn nhanh thật đấy. Tiếp theo này, diễn tả một cảm xúc giận dữ xen lẫn ngạc nhiên thì ta có câu あんなひどいことをしてよく平気でいられるものだ. Có nghĩa là あんなひどいことをして, tức là làm một cái chuyện mà nó quá đáng đến như thế, đúng không? Hidoi, quá thể, quá đáng. Mà よく平気で平気 có nghĩa là bình thường, coi như là không có một cái vấn đề gì cả, không có chuyện gì hết. 平気でいられる, thế mà vẫn bình thường cho được, đúng không? Khi mà chúng ta học cấu trúc ngữ pháp và xem những cái ví dụ thì chúng ta cũng học luôn cái cách diễn đạt ở trong đời sống luôn. Làm một cái chuyện quá đáng như thế mà vẫn bình thường được. あんなにひどいことをしてよく平気でいられるものだ. Bây giờ chúng ta chuyển sang dạng cảm xúc thứ hai, là cảm xúc mình diễn tả cái mong muốn điều gì từ lâu hoặc là một cái điều gì nó khó có thể thực hiện được. Đấy là いつか家を買いたいものだ. Giá mà lúc nào mua được cái nhà nhỉ? Tức là cái việc mua cái nhà thì có thể nó là cái mong muốn mình mua từ lâu rồi. Nó cũng có thể là điều khó có thể thực hiện. Đấy là mình cảm thấy với một cái tình hình tài chính như mình thì mua được cái nhà thật sự là rất là khó. Và mình nói một câu là giá mà sau này lúc nào có thể mua được cái nhà nhỉ? いつか家を買いたいものだ. Hoặc 将来は海外に住みたいものだ. Sau này muốn sống ở nước ngoài quá. Tức là
mình mong muốn là được sống ở nước ngoài, mặc dù cái điều đó nó khó có thể thực hiện được thì mình vẫn mong muốn cái điều đó. Thì Sensei cũng có nhận được một câu hỏi từ một bạn, đấy là em muốn nói cái câu là 彼氏 ni aitai mono da, thế nhưng mà người Nhật người ta lại bảo với em là em chỉ cần nói là 彼氏 ni aitai thôi. Vậy thì nó khác nhau ở chỗ nào? Thì ở đây không phải là em không thể dùng được 彼氏 ni aitai mono da, em vẫn có thể dùng được, nhưng đấy là trong trường hợp lâu rồi không được gặp bạn trai chẳng hạn. Và cái việc có thể gặp bạn trai đối với em ở cái thời điểm em nói ấy, nó là khó có thể thực hiện. Ví dụ em đang ở Nhật nhưng bạn trai của em ở Việt Nam thì em hoàn toàn có thể nói là 彼氏 ni aitai mono da. Ý nghĩa cuối cùng, ý nghĩa thứ tư này, đó là nói về quá khứ, hồi tưởng những điều hay làm trong quá khứ. Các bạn nhớ nhé, nó diễn đạt một cái trạng thái là mình đang hồi tưởng lại, và cái điều mà bạn nói đến nó phải là điều mà bạn hay làm trong quá khứ, chứ không phải là bạn chỉ từng làm trong quá khứ. Nếu mà từng làm trong quá khứ thì các bạn chỉ cần dùng là nani nani shita koto ga aru là được. Thế nhưng mà đây là điều bạn hay làm trong quá khứ và bạn hồi tưởng lại nó, bạn nhớ lại nó, thì các bạn sẽ dùng mono da. Ví dụ này, mukashi kono koen de asonda mono da, tức là hồi xưa mình hay chơi ở công viên này. Thứ hai này, dokushin no koro wa yoku gokon o shita mono da, có nghĩa là hồi còn độc thân mình hay tham gia những cái buổi hẹn hò. Gokon có nghĩa là những cái buổi mà dành cho những người mà người ta muốn đi tìm những mối quan hệ, muốn tìm bạn trai bạn gái, người ta có thể là tụ tập mấy đôi lại với nhau để cùng nói chuyện và có thể tìm hiểu và tiến tới hẹn hò các bạn nhé. Rồi cái ví dụ cuối cùng sẽ là su nen mae wa yoku baiku de ironna tokoro e itta mono da, mấy năm trước, vài năm trước, su nen mae, mình hay đạp xe đi nhiều nơi. Baiku de ironna tokoro e itta mono da thì nó mang tính là hồi tưởng đến những điều mà mình hay làm trong quá khứ. Nếu mang ý nghĩa này thì trong câu thường là nó sẽ phải có một cái cụm chỉ thời gian, ví dụ như là mukashi này, hoặc là kodomo no koro này, hoặc là su nen mae wa này, và nó cũng có thể là kèm theo những từ như là yoku chẳng hạn. Đấy, hay làm một cái điều gì. Các bạn nhớ nhá, là mono da nó có bốn ý nghĩa tất cả. Đầu tiên là chân lý, những điều luôn đúng, những điều hiển nhiên, đương nhiên. Thứ hai đó là lời khuyên, lời khuyên cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ai trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba đó là cảm xúc. Cuối cùng nó là quá khứ, là hồi tưởng những điều hay làm ở trong quá khứ. Bài học này của chúng ta đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài sau. Bye bye.